Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bố thí ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên pháp không nội thanh tịnh. Vì pháp không nội thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên chân như thanh tịnh. Vì chân như thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên pháp giới pháp tánh, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên thánh đế khổ thanh tịnh. Vì thánh đế khổ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì bốn tịnh lự thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì tám giải thoát thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh.
Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 218.